Quá đỉnh. Dao dọc giấy bằng inox 304, 18mm bền chắc khóa tay, cầm thoải mái, siêu tiện lợi. Ngày xưa tôi có quen hai cô nàng đều tên Trang. Một cô bán bún bò phố Mạnh Mai. Hay quá! Bộ chổi quét nhà kèm hot rác, đa năng 2 trong 1, tiện lợi, được chị em mua sắm nhiều. Lần đầu ta gặp nhau trong nắng chiều bay bay, ngập ngừng ta hỏi nhỏ, nhỏ bao nhỏ không tên, ư thì nhỏ không tên. Ngạc nhiên, dao dọc giấy có cán bằng, thép không gì, dùng lưỡi CK5, 18mm, dụng cụ văn phòng. Các anh chị đang về tới đâu rồi ạ? Về tới đâu làng, con chim sáo nhỏ vang rộn ràng. Qua nhìn cầu tre, qua mây con thể thăm được từng quê. Nóng. Chổi quét nhà kèm hot rác đa năng, siêu tiện lợi, được mọi người mua và sử dụng nhiều. Hà Nội mùa này trời lập thu sang đông, phố xa lòng đường lại ùn tắc giao thông. Thoáng nhìn lại một năm nữa đi tông Noel ATM không đồng. Tiếc nhói thì như thế chạnh lòng, xoay quanh một vòng chạy số đẹp cầm mông. Thức coi như thế cái thiệp vòng, người yêu cũ đã về nhà chồng. Quyết định làm này để kiếm cái bánh trưng cho bố mẹ mừng tự hào với